phải làm sao mới vừa lòng khi vậy em chia tay em chết móc. Nào là không thương cứ để em một mình, vậy anh làm sao mới hài lòng. Anh đã cố gắng tạo một hạnh phúc nhưng giờ hạnh phúc tôi có còn không. Hay khi em đi để lại câu nói nào là anh không biết trân trọng. Ai không thương em mà chịu hy sinh mặc kệ ngoài kia là giông gió. Ai không thương em mà lại thương chẳng khi em vấp ngã chẳng từ bỏ. Nếu không thương em thì anh chẳng như vậy để em chết móc như vậy đâu. Vậy thì giờ đây em cứ cắt bước thật này không yếu đuối như vậy đâu. Sau ngày tháng đó mình cuộc chung bước thì anh đã cố gắng kiếm tìm. Nhưng mà cú sốc em đã để lại khiến cho tim này nó bầm tím. Ai không thương em, không yêu em mà gọi em hoài cái tiếng vợ. Ai không thương em mà em lại nói vậy sao lại nói ra câu cắt cớ. Vậy thì giờ đây em cứ bước đi và anh phải làm sao mới hài lòng. Vì em tất cả những anh nhận lại là một câu nói đầy thất vọng. Vậy thì giờ đây em cứ đi đi. Ừ thì thằng này nó sống chó. Hy vọng em sẽ tìm được một hạnh phúc và tình cảm này anh sẽ cho. Những ngày hạnh phúc tôi hãy quên đi, giờ còn lại gì ngoài ký ức. Anh phải làm sao em mới vừa lòng hay là em muốn trở thành người dân. Nếu như ông tơ không xe được mối nhân duyên đứt đoạn nó chẳng thành thì em cứ bước trên đoạn đường đó. Ừ thì mọi lỗi là do anh. Những ngày hạnh phúc tôi hãy quên đi, giờ còn lại gì ngoài ký ức. Anh phải làm sao em mới vừa lòng hay là em muốn trở thành người dân. Nếu như ông tơ không xe được mối nhân duyên đứt đoạn nó chẳng thành thì em cứ bước trên đoạn đường đó. Ừ thì mọi lỗi là do anh. Đã có nhiều lần anh có muốn buông bỏ nhưng mà việc đó nó chẳng thành. Cô đơn làm bạn với một đống ký ức ở trong căn phòng chỉ mỏi á. Những dòng trạng thái giờ phải xóa đi khi đôi tay em mấy kia nắm. Không phải là anh người thương em nhất, giờ suy nghĩ lại thì mới thấm. Nhưng mà nơi đó em nào biết, em cứ ở đó mà trách anh. Anh không thương em, nếu anh vì bạn bè thì anh nói thẳng cần gì tránh. Có những lần anh nhìn em khóc kèm nén nước mắt rồi bỏ đi. Anh muốn chạy đến ôm chặt lấy em, điều đó em càng hiểu rõ ích chi. Thôi anh nợ em một lời xin lỗi mà những lời hứa không làm được. Anh còn nợ em cái tiếng yêu thương mà anh chưa làm từ lúc trước. Qua muộn rồi không phải khóc em khi giờ hai đứa đâu quá xa. Em về nơi đó bỏ lại mình anh cô đơn làm bạn anh biết mà. Nông thì nói vậy thôi chia tay người thương ấy chẳng đau. Anh cũng là người ít cũng giống họ. Ừ mà anh đau cũng chẳng sao. Nhưng mà người ạ ở nơi phương đó em hãy hạnh phúc thôi anh đi. Quá khứ nặng mãi em hãy xót đi và mãi nhớ em người chi. Cả những ngày hạnh phúc tôi hãy quên đi, giờ còn lại gì ngoài ký ức. Anh phải làm sao em mới vừa lòng hay là em muốn trở thành người dân. Nếu như ông tơ không xe được mối nhân duyên đứt đoạn nó chẳng thành thì em cứ bước trên đoạn đường đó. Ừ thì mọi lỗi là do anh. Những ngày hạnh phúc tôi hãy quên đi, giờ còn lại gì ngoài ký ức. Anh phải làm sao em mới vừa lòng hay là em muốn trở thành người dân. Nếu như ông tơ không xe được mối nhân duyên đứt đoạn nó chẳng thành thì em cứ bước trên đoạn đường đó. Ừ thì mọi lỗi là do anh.